Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhé. Mình sẽ tô mái tóc màu nâu. Mình sẽ tô màu hồng. Cái này mình sẽ tô màu tím. Cây mình sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.